tiệm vàng hưng phát thế giới hột xoàn của bạn kỳ duyên xin giới thiệu đến quý vị những món nữ trang mới nhất được ưa chuộng nhất chỉ có tại tiệm vàng hưng phát và đây là những món nữ trang với giá ưu đãi trong tháng này tiệm vàng hưng phát tọa lạc trong khu thương mại grand century mall san jose california bốn không tám hai chín 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 tám tám bốn tám hai chín 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 tám tám nên mình xin giới thiệu đến quý vị chiếc vòng tay vàng trắng được thiết kế hình trái tim và chính giữa hình trái tim là một viên kim cương rất là dễ thương kiểu dáng tuy đơn giản nhưng mà vẫn tôn lên nét đẹp của chiếc vòng đeo tay đặc biệt là khi mang vào thì quý vị sẽ thấy là nhìn cái cổ tay của mình trông đẹp hơn cũng giống như là mình có thể kết hợp rất là dễ dàng với những cái trang phục hay là những cái phụ trang khác và đặc biệt những người bạn đang tìm kiếm những món quà tặng nhân mùa lễ tốt nghiệp hoặc là muốn tặng cho mẹ mình nhân ngày lễ Ma DD sắp đến thì năm Minh nghĩ đây là một trong những món quà mà quý vị nên xem để lựa chọn giá gốc là 1.285 Mỹ Kim và bây giờ chỉ còn có 880 Mỹ Kim mà thôi và ngoài ra, đây là chiếc nhẫn vàng trắng với thiết kế rất là độc đáo và cá tính, bao gồm 36 viên hộp xoàn tròn, tổng sức nặng là 0.32 carat và kết thành hình 4 trái tim, nhìn rất là trẻ trung. À, một chiếc nhẫn mà Nam Minh rất là thích vì cái kiểu dáng của nó hết sức độc đáo. À, và như quý vị thấy thì với cái kiểu dáng này, quý vị có thể mua để tặng cho những người bạn hay là em của mình nhân ngày lễ tốt nghiệp sắp đến. À, với giá gốc của chiếc nhẫn này là 895 Mỹ Kim à, trong khi đó giá ưu đãi hiện nay thì chỉ còn có 625 Mỹ Kim mà thôi thưa quý vị và tiếp theo là mặt dây chuyền vàng trắng rất là đẹp, kiểu dáng được thiết kế gồm có một hình trái tim kết hợp từ 32 viên hộp xoàn tròn tổng sức nặng là 0.84 carat và với cái kiểu dáng này thì Nam Minh nghĩ là thích hợp cho mọi lứa tuổi với giá on sale rất là đặc biệt. À, quý vị đừng bỏ qua cơ hội để có được cái mặt dây chuyền rất là dễ thương này. Quý vị có thể mang mặt dây chuyền này à, hàng ngày cũng như là đi tiệc vẫn rất là sang trọng và nổi bật. Giá gốc là 1.529 Mỹ Kim và giá ưu đãi hiện nay chỉ còn có 990 Mỹ Kim mà thôi thưa quý vị. Như quý vị thấy thì những thiết kế được cho ra đời từ tiệm và hưng phát thì đều rất là tinh xảo và sáng tạo và Nam Minh bảo đảm là quý vị sẽ rất hài lòng với những mẫu thiết kế này. Và nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết về những cái kiểu dáng khác, quý vị có thể đến tiệm và hưng phát trong khu Grand Century Mall hoặc là gọi số điện thoại 408 299 0988. Và Nam Minh cũng xin nhắc thêm là tất cả những món nữ trang trong chương trình ngày hôm nay, quý vị cũng thể mua trực tuyến tại website hưngphatusa.com nam minh xin giới thiệu đến quý vị những món nữ trang trong bộ sưu tập character một thiết kế nữ trang chỉ có tại tiệm và hưng phát thưa quý vị với cách nhận hộp xoàn rất độc đáo các người thợ kim hoàng dày dặn kinh nghiệm của tiệm và hưng phát đã cho ra đời một bộ sưu tập đầy sáng tạo lý do tại sao tiệm và hưng phát có thể cung cấp cho quý vị bộ sưu tập character với một mức giá hợp lý như vậy là bởi vì chúng tôi có xưởng sản xuất nữ trang trực tiếp tại hồng kông character được sáng tạo dựa vào kỹ thuật nhận hộp mới nhất và rất hiện đại trong ngành kim hoàng. Và xưởng sản xuất nữ trang của tiệm vàng Hương Phát là nơi đầu tiên cho ra đời thiết kế hộp xoàn hình dáng 1 cara với giá chỉ 1 phần 3 thưa quý vị. Và theo Nam Minh thấy, trong dịp lễ tốt nghiệp hoặc trong ngày lễ Mother's Day sắp đến, thì sản phẩm character là một món quà rất hợp túi tiền của quý vị, nhưng nó vẫn hội đủ những giá trị và đẳng cấp vốn có của kim cương phải không ạ? À? chiếc nhẫn character với viên với 10 viên hộp xoàn tròn trong suốt hảo hạn kết hợp với nhau tạo thành hình dáng của một viên hộp xoàn với kích thước là 6 ly rưỡi. Như quý vị thấy khi Nam Minh mang vào thì nhìn không khác gì là một viên kim cương một carat phải không ạ? Giá gốc là 1639 Mỹ Kim nhưng giá on sale hiện nay chỉ còn có 990 Mỹ Kim mà thôi thưa quý vị. Bên cạnh đó là đôi bông tai vàng trắng character có thiết kế tương tự như chiếc nhẫn với những viên hộp xoàn tròn bao xung quanh à, tạo thành hình dáng của một viên hộp xoàn với kích thước là 5 ly rưỡi. Giá gốc là 2.382 Mỹ Kim nhưng giá hiện nay chỉ còn có 1.490 Mỹ Kim mà thôi thưa quý vị. Đôi bông tai này rất sang trọng và khi mang vào thì sẽ mang lại cho quý vị một vẻ đẹp rất là quý phái. Và nếu quý khách gọi vào tiệm vàng Hưng Phát ở số phone 408 299 0988 hoặc là mua đôi bông này trong tiệm vàng Hưng Phát ở khu Grand Century Mall hoặc là mua sắm trực tuyến trên website dot com Từ nay đến ngày chủ nhật thì quý vị sẽ được tặng thêm một viên kim cương 3 ly 2 nữa. Và không thể thiếu là mặt dây chuyền character vàng trắng với 10 viên hộp xoàn tròn trong suốt bao xung quanh kết hợp với nhau tạo thành hình dáng của một viên hộp xoàn với kích thước là 5 ly rưỡi. Giá gốc là 1.394 Mỹ Kim nhưng giá hiện giờ chỉ còn có 890 Mỹ Kim mà thôi thưa quý vị. Như quý vị thấy những thiết kế được cho ra đời từ tiệm vàng Hưng Phát thì đều rất là tinh xảo và sang trọng và Nam Minh bảo đảm là quý vị sẽ rất hài lòng với những mẫu thiết kế này. Và nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về bộ sưu tập Character, xin quý vị ghé qua tiệm vàng Hưng Phát trong khu Grand Century Mall hoặc là gọi số điện thoại 408 299 0988. Và Nam Minh cũng xin nhắc lại là tất cả những món nữ trang trong chương trình ngày hôm nay quý vị đều có thể mua trực tuyến tại website của tiệm vàng Hưng Phát đó là hungphatusa.com Nam Minh xin giới thiệu đến quý vị chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18K hình trái tim à, kiểu dáng rất là dễ thương và được nhận tổng cộng là 65 viên hộp xoàn tròn trong suốt hảo hạn tổng trọng lượng là 0.34 carat À, như quý vị thấy, chiếc nhẫn kiểu dáng thiết kế rất là lạ mắt nhưng mà vẫn mang đến một vẻ đẹp lịch lãm, quý phái và trông rất là hợp thời trang phải không ạ? À? Và nên mình chắc chắn là quý vị sẽ rất là hài lòng khi mà nhận được món quà này, đặc biệt là vào lễ tốt nghiệp hoặc là vào ngày Mother's Day sắp đến với giá gốc là 1.130 Mỹ Kim và giá anh sale chỉ còn có 795 Mỹ Kim. Bên cạnh đó là một mặt dây chuyền mà Nam Minh rất là yêu thích bởi thiết kế rất là đơn giản nhưng mà rất là sang trọng à, với hình cánh hoa bốn cánh. À, mặt dây chuyền này được nhận tổng cộng là 36 viên hộp xoàn tròn thượng hạn với tổng trọng lượng là 0.65 carat. Giá gốc là 1.250 Mỹ Kim nhưng giá on sale hiện nay chỉ còn có 835 Mỹ Kim. Như quý vị thấy thì càng ngắm kỹ, quý vị sẽ thấy yeah mặt dây chuyền này nhìn rất là nổi bật, quyến rũ với cái sự sáng lấp lánh của những cái viên kim cương đính ở trên đó. Thiết kế này rất là ấn tượng và quý phái phải không ạ? Và tiếp theo đó là chiếc lắc tay vàng trắng dài 6.5 inches đến 3 viên hộp xoàn tròn, tổng trọng lượng là 0.2 carat. Kiểu dáng rất là dễ thương, trẻ trung nhưng vẫn không kém sự sang trọng của nó. Khi mang vào thì quý cô sẽ cảm nhận được sự thanh nhã cũng như là sự sành điệu của chiếc lắc tay này. À, đồng thời với cái thiết kế thanh mảnh của nó thì chúng ta rất là dễ dàng mà khi phối hợp cùng với những cái trang phục hay là với những cái phụ trang khác. Giá gốc là 1.195 Mỹ Kim và giá on sale là 880 Mỹ Kim. Thưa quý vị, như quý vị thấy thì những thiết kế được cho ra đời từ tiệm vàng Hưng Phát đều rất là tinh xảo và sáng tạo. Và Nam Minh bảo đảm là quý vị sẽ rất hài lòng với những cái mẫu thiết kế này. Và nếu quý vị muốn tham khảo thêm những cái kiểu mẫu khác thì xin quý vị hãy kéo qua tiệm vàng Hưng Phát trong khu Grand Century Mall hoặc là gọi số điện thoại 408 299 0988. Và Nam Minh cũng xin nhắc thêm là tất cả những món nữ trang trong chương trình ngày hôm nay quý vị có thể mua trực tuyến tại website www.hungphatusa.com Nam Minh xin giới thiệu đến quý khách một đôi bông tai vàng trắng rất là hợp thời trang và đây là đôi bông tai toàn ten, có hai chữ LV và được nhận mỗi bên là một viên đá CZ. À, chữ LV có kiểu diamond cut cho nên sẽ nó nó làm cho cái đôi bông nó chiếu sáng rất là lấp lánh thưa quý vị. Và giá ưu đãi hiện tại chỉ còn có 165 mỹ kim so với giá gốc của đôi bông tai này là 225 mỹ kim. Tiếp theo là một chiếc lắc đeo tay mà Nam Minh đặc biệt yêu thích vì kiểu dáng hết sức dễ thương và trẻ trung. Chiếc lắc tay vàng trắng dài 6.5 inches này có kiểu dáng hình trái tim, đính những viên đá CG rất là đẹp thưa quý vị. Và với thiết kế này, như quý vị thấy, khi Nam Minh mang vào thì những viên đá CG chiếu sáng rất là lấp lánh. Và chiếc lắc tay này có thể mình có thể đeo hàng ngày trong những buổi dạo phố khi đi làm vì chiếc lắc tay sẽ kết hợp với những trang phục công sở. Và Nam Minh cũng thấy là rất là hợp cho những bạn khi mà còn đi học Vẫn đây chiếc lắc này vẫn là rất hợp, rất là dễ thương ạ à. Và giá gốc là 595 Mỹ Kim Nhưng bây giờ chỉ còn có 395 Mỹ Kim mà thôi thưa quý vị Và tiếp theo đó là một chiếc nhẫn thời trang Đính hộp đá CZ Thiết kế đơn giản nhưng rất sang trọng Với một hộp đá CG ở chính giữa và kiểu xung quanh là hình trái tim có diamond khách bao xung quanh hộp CZ. Khi đeo chiếc nhẫn này thì Nam Minh thấy rất là trẻ trung với cái độ chiếu sáng lấp lánh của nó. Chiếc nhẫn này rất là phù hợp và Nam Minh nghĩ là mọi lứa tuổi đều có thể đeo được chiếc nhẫn này. Giá gốc là 325 Mỹ kim và giá on sale là 215 Mỹ kim. Và kết hợp với chiếc nhẫn hình trái tim này đó là mặt dây chuyền thời trang CZ vàng trắng cũng với hình trái tim toàn ten được đính những hộp đá CZ tròn rất là lấp lánh, đặc biệt thích hợp với những bạn gái trẻ với một mức giá vô cùng đặc biệt. Giá gốc là 195 Mỹ Kim và giá ưu đãi hiện nay thì chỉ còn có 145 Mỹ Kim mà thôi. Và quý khách đừng quên là trong những tháng sắp đến đó là mùa lễ tốt nghiệp à, cho những tân khoa và những món nữ trang trong chương trình hôm nay thì sẽ rất thích hợp để làm một món quà tặng đầy kỷ niệm cho những vị tân khoa này thưa quý vị. Nam Minh xin giới thiệu đến quý vị đôi bông tai toàn tan vàng trắng với thiết kế hình giọt nước, kiểu dáng hết sức hợp thời trang. Đôi bông tai thời trang CG với chất liệu vàng trắng 18K tuyệt đẹp, được nhận 8 viên đá CG tròn thượng hạng. Và đôi bông tai này Nam Minh rất là thích bởi vì kiểu dáng toàn ten thì thường mang đến một cái cảm giác rất trẻ trung nhưng mà vẫn không kém phần sang trọng phải không thưa quý vị. Và quý vị có thể mang hàng ngày hoặc là khi đi làm, đi chơi cuối tuần. Và giá gốc của đôi bông tai này là 245 Mỹ Kim và giá anh sale chỉ còn có 185 Mỹ Kim. Và đi đôi với đôi bông tai toàn ten này là một mặt dây chuyền vàng trắng 18k tuyệt đẹp. Những nét diamond cut với những viên đá CZ làm cho mặt dây chuyền trở nên sáng lóng lánh và trông rất là lộng lẫy À, mặt dây chuyền này theo mình nghĩ là một món quà tặng rất là thích hợp nhân dịp lễ mà đê, đê sắp đến và nam minh bảo đảm là khi nhận được món quà này thì những người mẹ sẽ rất là hài lòng à, giá gốc của mặt dây chuyền này là 175 mỹ kim và giá anh sale chỉ còn có 125 mỹ kim mà thôi thưa quý vị tiếp đến là chiếc lắc tay vàng trắng cũng nhận hộp đá cc à, kiểu dáng tuy đơn giản nhưng mà nhìn không kém phần sang trọng thưa quý vị chiếc lắc tay này được thiết kế um, thanh mảnh vì đã được kết thành uh, từ hình bốn cành hoa và từ bốn hộp đá cc um, nhìn rất là điệu đàn thưa quý vị và với cách thiết kế này uh, quý vị sẽ rất hài lòng khi sở hữu chiếc lắc tay vàng trắng um, vì khi đeo lên sẽ làm nổi bật uh, cái cổ tay của mình cũng như là cái bộ trang phục mà mình đang mặc giá gốc là 565 Mỹ Kim và bây giờ chỉ còn có 395 Mỹ Kim mà thôi và cuối cùng trong bộ nữ trang này đó là một chiếc nhẫn vàng trắng cũng nhận hộp đá CC ở giữa à, chiếc nhẫn này mặc dù là thiết kế đơn giản nhưng mà nhìn rất là Thông cách và rất là sang trọng thưa quý vị à, chiếc nhẫn này phù hợp cho mọi lứa tuổi à, để đeo hàng ngày hoặc khi đi làm đi chơi hoặc là đến một cái uh, buổi tiệc nào đó giá anh sale hiện nay chỉ còn có 215 Mỹ Kim so với giá gốc là 285 Mỹ Kim